Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một video để test một đôi bát 40LZ, hàng công ty, hàng chính hãng. Đối với những cái dòng này, các bác có thể nên dàn A dây và những cái dòng sự kiện lớn chuyên về cái giải ca tốt và chất liệu tiếng bát chắc thì các bác có thể chơi cái dòng bát này. Trước màn hình đây là một đôi bát 40LZ và cái cấu hình mà bát 40LZ có model sản phẩm là 15VKF336. Đây là một dòng bát 40 hàng cao cấp và hàng xịn sò và có thể là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay với các cái dòng loa bát của Trung Quốc. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn sẽ làm một clip test để cho các bác nghe. Con này với cấu hình 336 này côn giải nhôm, côn nhôm. Còn đâu nếu mà các bác đến với cả con mã sản phẩm là 335 thì côn của nó là làm côn dây đồng. Đấy. Các bác hỏi em là côn dây nhôm và côn dây đồng tiếng của nó có hay không? Hai dòng bát này chất liệu nhập bằng tiền nhau. Nên anh em mua loại nào cũng được. Nhà em có thương mại thì nhà em thương mại cả hai loại. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn sẽ review cho tất cả các bác cùng xem với cấu hình của nó. Màng của nó là màng màu lông chuột, màng xếp đi điện sóng, gân vải tẩm dầu nó 3 gân. Gân vải tẩm dầu nó 3 gân. Đấy. Và bát của nó là từ 190 côn 76, công suất là 300W trên chiều kháng 8 ohm. Bát 40, bát 30 nó đều in một cái loại tem này, chỉ khác 150 nó đều in 300W. Nhưng công suất của các dòng loa này các bác phải đánh đẩy 500W các bác nhé. Đánh đẩy công suất thực của loa 500W và các đánh đẩy tầm 600W các cái dòng loa như thế này. Bát 15 inch model 15VKF336. LZ Lilliton. Đối với dòng sản phẩm này có model của nó nữa là 15VKF335, 335 và 336. Đấy. Nên các bác có những bác xem video này, có những bác xem video kia và có những bác là thích mẫu này và có thích mẫu kia. Bên Tùng Nguyễn đều phục vụ và nhập cả hai loại về để phục vụ tất cả các bác. Chạm nhúng màu vàng, xương nhúng đúc trẻ đôi. Đầu tiên thì bác ý lấy một dòng bát 40 neo cấu hình xương như này cơ. Nhưng mà Tùng Nguyễn báo là con này nó giải lời của nó nhiều. Nên bác chuyển sang từ trường lấy cho em. Chạm nhún màu đỏ là dương, chạm nhún màu đen là âm. Dâu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong, côn 76. Hàng của này của nó là hàng kỹ và hàng chất lượng cao. Bích xếp và kẹp lỗ của nó cực dày. Đấy. Và hôm nay thì em có giao tiếp một bác khách nữa là một đôi tép neo 450. Đây là dòng tép neo bi 450 của hãng BNC mang thương hiệu. Lắp của nó lắp nhôm, nắp nhôm, côn dây đồng dẹt. Và đây là một dòng tép neo bi cho ra giải tiếng rất hay. Đối với những cái dòng này các bác có thể nắp từ thường bát 30 này, nắp từ neo thì nắp các dòng giải tép này, tiếng của nó lên cực kỳ nanh canh. Tép neo nó lẩy lắm các bác nhé, nó nhảy như tôm sống. Và hôm nay Tùng Nguyễn sẽ làm một clip test đây, đánh trực tiếp từ đẩy ra, đẩy các bác nhé, sử dụng đẩy các bác nhé. Đấy. Và bây giờ em sẽ test một bản nhạc cho các bác nghe. Các bác để ý con này, côn dây nhôm giải bát của nó rất nhiều tiếng tép nên tiếng của nó rất là sáng. Nghe tép mỗi chiếc bát thôi nhưng mà như kiểu có tép nên tiếng của nó rất là sáng. Vừa rồi em có test một đoạn nhạc
Tuy là nhạc không lời thôi, nhưng mà có rất là nhiều cái ý nghĩa của nó. Thứ nhất là các bác nghe cái giải bát của nó, Côn Dây Nhôm cho ra giải tép rất là nhiều ở cái chiếc bát này. Nó nghe như cảm giác khi các bác nghe trực tiếp ở đây thì nó khác. Còn khi các bác nghe trên điện thoại thì các bác không hiểu đấy, các bác có nhiều bát này, em mở tép ở đâu. Nhưng cái giải bát Côn 76 nó sáng, thế nên nó có một cái chút tép ra. Đấy. Và các bác thấy em test đúng không ạ? Cái màng nó nhảy lên nhảy xuống đúng không ạ? Nhảy lên nhảy nhảy tưng tưng luôn. Nhưng mà chất lượng âm thanh của nó ra cực kỳ tuyệt vời. Tùng Nguyễn phải chọn một bài nhạc để cho ra cái giải màng nó nhảy lên nhảy xuống để cho các bác xem cái hệ thống côn ở bên trong. Chất liệu khi mà đánh công suất lớn như thế mà nó nhảy tưng tưng như thế thì nó như thế nào. Và hôm nay các bác cùng yên tâm khi đặt một mẫu loa này của Tùng Nguyễn sẽ được bao sống toàn quốc để cho các bác sử dụng với các cấu hình loa đẹp, chất lượng. Và các bác có nhu cầu đến tép Nelby 450 để lắp vào các dòng loa bát 30 hoặc là bát 40 côn 76 thì có thể lắp được các dòng tép như này. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Loa quá đẹp quá các bác thấy đẹp nhớ like và ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio. Và hôm nay em xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.